tàu đi trên biển và mặt nước trong thời gian dài, bất kể tàu to hay bé, cũng đều cần được làm sạch thường xuyên. Con tàu sân bay này khi vừa được kéo về đến cảng, đã mất cả tháng để dọn sạch, mà ở Mỹ mỗi lần dọn dẹp khi tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, đều cần hàng trăm nghìn nhân viên. Nhìn thấy mọi người không khỏi thắc mắc, một lần rửa tốn nhiều tiền như vậy, tại sao thuyền buồm đi biển vẫn được vệ sinh thường xuyên? Trong đại dương, thứ không thiếu nhất là vi sinh vật và các ký sinh. Đặc biệt là một sinh vật được gọi là barnacle, chúng thường ký sinh trên mai rùa, một khi ký sinh thì nhất định sẽ không rời ra, hơn nữa còn sinh sản và phát triển trên mai rùa biển. Ngay cả mai rùa cũng bị chất nhờn của barnacle ăn mòn, lại còn khiến các động vật khác chú ý đến con rùa hơn. Ngoài rùa biển, cá voi xanh cũng là loài động vật mà chúng yêu thích. Cả hai đều vì tốc độ chậm mà bị chúng nhắm tới. Còn cá voi sát thủ nhanh hơn thì ít khi bị chúng nhắm tới. Vậy thì tốc độ của tàu sân bay chắc cũng không chậm. Vậy tại sao barnacle vẫn ký sinh được? Khi tàu sân bay làm nhiệm vụ, tốc độ vào khoảng 56 km/h. Tốc độ tương đương với cá voi sát thủ, nhưng mà tàu sân bay cũng có lúc dừng lại, và khoảng thời gian này dễ dàng để barnacle bám vào. Không chỉ là barnacle, rêu tàu cát cũng sẽ xuất hiện dưới đáy thuyền. Khi những sinh vật biển này càng ngày càng nhiều hơn, chúng sẽ khiến tàu đắm hơn, tăng sức cản cho thuyền, đồng thời cũng khiến cho tốc độ của thuyền chậm lại, thế nên nhiên liệu tiêu hao cũng nhiều hơn. Theo báo cáo thống kê của Học viện Hải quân Hoa Kỳ, lực cản thân tàu hàng năm do quá trình tạo lớp phủ sinh học sẽ làm tăng mức tiêu thụ dầu của hải quân thêm 2.500 triệu đô. Ngoài điều đó ra, dưới đáy tàu còn có các chân vịt chạy liên tục. Sự bám của các sinh vật có thể ảnh hưởng đến độ nhạy của các bộ phận này. Nếu như chúng chui vào ống nước, sẽ khiến tắc ống nước, thậm chí gây ra sự cố an toàn. Càng nghiêm trọng hơn nữa là khi những sinh vật này bám vào sẽ ăn mòn đáy thuyền. Trong quá trình bám, barnacle sẽ tiết ra một chất nhờn để nó bám thật chắc vào thân tàu. Hơn nữa, các nhà khoa học khi nghiên cứu barnacle đã phát hiện sự phân hủy các chất hữu cơ trên barnacle chết sẽ gây ra axit hóa môi trường. Tất cả những thứ này đều làm tăng khả năng hư hại tàu. Để làm sạch những sinh vật biển này, Hải quân thế giới đang chi thêm 1 tỷ đô la mỗi năm. Vậy chúng ta phải làm thế nào để làm sạch những sinh vật biển này? Có hai cách để làm sạch đáy thuyền. Cách thứ nhất là rửa ngay dưới nước, cách thứ hai là kéo lên bờ rửa. Nhưng dù thế nào cũng phải sử dụng súng bắn nước cao áp trước mới tiến hành bảo dưỡng được. Đồng thời các chuyên gia cũng sẽ phun thêm một số chất độc nhẹ để tránh những sinh vật này. Có điều hầu hết thời gian đáy tàu đều nằm dưới mặt nước, thế nên những chất độc này sẽ dần dần mất đi. Sau thời gian dài, các sinh vật ký trùng sẽ vẫn tiếp tục tập trung dưới đáy tàu. Nói đến đây chắc có bạn tò mò, sinh vật ký sinh này có thể coi như hải sản mà ăn không? Thông thường thì, dưới đáy thuyền ngoài lớp sơn chống thấm nước, còn có chứa các chất độc hại như oxit thủy ngân và phenolic. Những thứ này cũng được barnacle hút vào, nên những barnacle thì tốt nhất mọi người cũng đừng nên ăn.